Chào các bạn, mình là Mỹ Duyên đến từ phòng dịch vụ tư vấn công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người gieo hạt sức khỏe tài chính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhau về chủ đề 4 phương pháp giúp bạn tiết kiệm hiệu quả. Đừng tiết kiệm những gì còn lại sau khi chi tiêu, mà hãy chi tiêu số tiền còn lại sau khi tiết kiệm là lời khuyên của nhà đầu tư thành công Warren Buffett. Tiết kiệm là thói quen tuyệt vời mà nếu bạn thực hành càng sớm, tương lai an toàn tài chính của bạn sẽ sớm được đảm bảo. Cuộc sống thì thường có những biến cố bất ngờ, bạn không thể dự đoán trước, nhưng bạn luôn có thể chuẩn bị cho chúng. Hãy học cách tiết kiệm tiền để dự phòng rủi ro và có sự chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt cơ hội là cách để bạn chuẩn bị cho tương lai và chủ động vượt qua các trở ngại trong cuộc sống. Dưới đây là 4 phương pháp tiết kiệm tiền hiệu quả mà bạn nên tham khảo. Phương pháp 1. Tiết kiệm có mục đích và mục tiêu rõ ràng. Trước khi lập kế hoạch tích lũy, bạn cần trả lời được câu hỏi là bạn tiết kiệm để làm gì? Đâu là động lực thúc đẩy bạn hành động? Mục đích đó có thể là tiết kiệm tiền cho những trường hợp khẩn cấp, tiết kiệm tiền để trả nợ, tiết kiệm tiền mua nhà, mua xe, tiết kiệm tiền cho hưu trí, tiết kiệm tiền cho con ăn học hoặc là tiết kiệm tiền để làm từ thiện, giúp đỡ người khó khăn. Mục đích thường trừu tượng, khó đo lường, do đó chúng ta cần đưa ra mục tiêu cụ thể tương ứng với từng mục đích để định hướng hành động. Mục tiêu cần cụ thể như là cần bao nhiêu tiền, trong thời gian bao lâu. Mục tiêu càng cụ thể, hành động càng đúng hướng và tập trung vào những gì quan trọng nhất. Ví dụ như mục tiêu tích lũy tối thiểu 10% thu nhập hàng tháng cho quỹ dự phòng khẩn cấp tương đương 3 tháng chi phí sinh hoạt hoàn thành trong 2 năm, hoặc là mục tiêu tích lũy đầu tư hàng tháng để mua nhà chung cư 2 phòng ngủ giá khoảng 3 tỷ sau 5 năm. Phương pháp 2. Tiết kiệm trước, chi tiêu sau. Phần đông những người cảm thấy gặp khó khăn trong tiết kiệm tiền đều đặn là vì họ thường chỉ tiết kiệm số tiền còn lại sau khi chi tiêu, hay nói cách khác, công thức họ thường áp dụng là thu nhập trừ chi tiêu bằng tiết kiệm. Tuy nhiên, nhu cầu chi tiêu của mỗi người là không có giới hạn và thường thì có xu hướng tăng tiệm cận với mức tăng thu nhập. Vì thế mà nhiều người rơi vào tình huống là tuy lương tăng nhưng lại chẳng tiết kiệm được thêm bao nhiêu. Giải pháp tiết kiệm hiệu quả trong tình huống này là hoán đổi lại công thức thành thu nhập trừ tiết kiệm bằng chi tiêu, nghĩa là hãy chi tiêu phần còn lại sau khi đã trích riêng tiền tiết kiệm ngay khi có thu nhập. Điều này giúp bạn có thể kiểm soát mức chi tiêu của bản thân, tránh việc chi tiêu không đúng mục đích hoặc chi tiêu quá đà vào một khoản nào đó không cần thiết. Phương pháp 3. Kết hợp cả tiết kiệm dài hạn và ngắn hạn. Trong quá trình lập kế hoạch tài chính cá nhân, bạn nên liệt kê rõ các mục đích và mục tiêu tài chính được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và thứ tự thời gian từ ngắn hạn dưới 3 năm, trung hạn từ 3 đến 10 năm, đến dài hạn trên 10 năm. Khi lên kế hoạch cụ thể để tích lũy, bạn cần phân bổ nguồn lực tài chính hiện tại theo thứ tự ưu tiên, ví dụ như ưu tiên hoàn thành quỹ dự phòng tài chính trước khi bắt đầu đầu tư và phân bổ đồng thời cho cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, thay vì chỉ tích lũy để tập trung hoàn thành mục tiêu ngắn hạn trước rồi mới tới mục tiêu dài hạn sau. Việc kết hợp mục tiêu ngắn hạn và dài hạn này là vì các khoản đầu tư dài hạn thì cần bắt đầu sớm nhất có thể để tận dụng được sức mạnh của lãi kép theo thời gian. Song song đó thì việc đạt được các mục tiêu ngắn hạn cũng sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy để duy trì thói quen tiết kiệm. Phương pháp 4. Ưu tiên số tiền nhiều hơn cho kênh tiết kiệm vững chắc và mang lại nhiều giá trị. Ai cũng muốn tiết kiệm nhiều nhất có thể từ thu nhập, nhưng khi thu nhập là khoản khá cố định thì số tiền tiết kiệm cần phù hợp để đảm bảo chi tiêu cho cuộc sống. Mức tiết kiệm hợp lý nhất cho phần lớn mọi người là từ 10 đến 20% trên tổng thu nhập. Do vậy, để đảm bảo khoản tiết kiệm được an toàn, thực hiện đúng mục tiêu của nó thì nên ưu tiên chọn hình thức vững chắc và mang lại nhiều giá trị, phù hợp với năng lực đầu tư bạn đang có như là gửi tiết kiệm, đầu tư chứng chỉ quỹ cổ phiếu, trái phiếu, thay vì đem số tiền mình tích lũy được đầu tư vào các kênh rủi ro với kỳ vọng kiếm tiền nhanh nhưng cũng đồng thời có khả năng thua lỗ hay mất trắng khoản đầu tư. Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận. Chính vì thế, để đạt được cuộc sống như mình mong muốn trong tương lai, thay vì để bị chi phối bởi những hành vi tiêu xài hoang phí cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày của hiện tại, thì bạn
cần lên kế hoạch tiết kiệm chi tiêu cá nhân cho mình ngay từ bây giờ. Hãy dành chút thời gian ngồi xuống viết ra một kế hoạch tài chính cá nhân rõ ràng để làm định hướng cho hành động đúng đắn, hoặc có thể liên hệ với các chuyên gia tư vấn tài chính để hỗ trợ bạn lên kế hoạch một cách nhanh chóng. Hy vọng với những chia sẻ trên có thể giúp bạn thấy rõ hơn hành trình bạn cần đi để hướng tới sức khỏe tài chính và bảo an thịnh vượng cho tương lai.